Ngân Nghe Channel xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Xin kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Lô dép khách đặt hôm nay là mình đã làm xong. Đây mọi người ơi, đây là lô quay ngang, khách đặt là 5 đô. Đó, và cái kia là mẫu nhị ba chân, là có đóng hậu và mẫu đục lỗ thắt, cái mẫu đây là có thắt chữ X đây. Rồi và đế 5 phân mình cũng đã làm và may xong và đóng hậu, khách đặt đóng hậu luôn. Khi làm xong thì nhà mình đều may xung quanh kỹ lưỡng. Đây, ông xã mình là cứ làm xong là ngồi túc tắc may từng đường kim mũi chỉ rất là chi tiết và rõ ràng, cứ cặm cụi dạy mọi người. Cho nên là đôi dép mà khi làm xong rồi mang là nó rất là bền luôn, đúng chất liệu da, quai da, lót da và mặt da. Còn mẫu này là khách thích có cái mạc polo gò vào đế 3 phân, số 42. Và bây giờ thì mình xin mời mọi người xem cách làm của nhà mình nha. Ông xã mình đang làm quai nha mọi người. Quai này nha, chưa cắt này, chưa có may rồi. Sẽ mình cắt này. Và đây là cái đường cắt mọi người, không có một cái vết gì luôn, thẳng tắp. Đó, còn thiết kỹ rồi, còn trang trí rồi, đủ loại luôn. Đây, ngoài này còn trang trí, qua này còn đính vô rồi mới hình thành được cái hoa. Đây là mình làm dây hậu cho khách. Đây là sau khi mà nhà mình là làm quai rồi, trang trí rồi xong hết nha mọi người, thì ông xã mình là ngồi là bôi cái cạnh đây, bôi nước bôi cạnh lên quai này để cho cái quai là nó không có thấm nước, khi mọi người mang vô nó không thấm nước đó. Không bôi cạnh nó vậy nè. Đó, không bôi cạnh là nó lòi lông lên nhìn nó không có sắc sảo. Đây. Và đó. Cái này là nó dính ghê lắm, mọi người nhìn cái tay ông xã mình dính kìa. Đây, màu đen mình bôi đen, màu nâu mình bôi nâu, mà màu vàng thì mình bôi màu vàng. Đây, bôi vậy. Đây là cái quai trùm. Đó, cứ bôi xong rồi phơi mọi người ha. Đây. Đây, dây hậu cũng vậy nè. Đây. Sau khi làm mặt rồi xong xuôi, giờ là in thương hiệu nhà mình. Đây là đó, thương hiệu của nhà mình. Rồi bây giờ thì ngồi để mà canh quai rồi mình làm dấu nha mọi người, mình làm dấu mình canh quai đó. Đó, cứ như vậy mà canh quai, cứ hết mẫu này tới mẫu khác. Nhiều lúc mình làm dép đặt đó mọi người, thì mỗi loại nó nay làm loại này, mai làm loại kia, nên nó rất là vất vả luôn, mà mình phải chịu khó. Sau khi canh qua rồi xong xuôi thì ông xã của mình lại ngồi để mà mổ mặt. Đó, ngồi mổ mặt là như vậy đó nha mọi người. Mổ ít thì mình cứ mình làm mình kê lên tấm thớt, rồi mình kê lên đùi, rồi mình mổ mặt. Mổ mặt xong là cứ mình để ra ngồi đóng đó. Và bây giờ thì sau khi mổ mặt đồ xong xuôi thì xỏ quai đó. Bây giờ tới là công đoạn cứ xỏ quai. Đây là những chiếc đã xỏ xong. Đó, ngồi xỏ vô quai vô mình thấy đẹp hơn đúng không mọi người? Và nếu mọi người thấy kênh Ngân Nghe hay hữu ích thì hãy đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ rộng rãi để nhiều bà con trên mọi miền đất nước biết và sử dụng đúng chất liệu hàng da, uy tín chất lượng, mang, bền, đẹp, sang trọng. Rồi, này là sau khi xỏ qua xong mọi người. Rồi, bây giờ là bôi keo để đồ gò này.
Khi nhà mình làm là làm đây nha mọi người. Đây là cái pho keo này. Đó, trong cái pho keo là miếng mút mà mình có quay ở video trước đó. Và cái trên này gọi là lót mặt. Và khi làm là làm quai da. Cái này gọi là lót ở trong cái quai lót da. Và cái mặt chip cũng làm bằng mặt da, làm đúng chất liệu pho keo. À, nếu mọi người thấy kênh Ngân Nga hay hữu ích thì hãy đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ rộng rãi để nhiều bà con trên mọi miền đất nước biết và sử dụng đến hàng da. Nhà mình bán đủ các loại dép đa dạng mẫu mã hợp thời trang. À, người lớn cũng có, thanh niên cũng có, trung niên cũng có, mà chỉ chuyên dép nam thôi nha mọi người. À, và cái này là anh khách đặt đôi 2,5 này. Đó. Giờ cứ ông xã mình là cứ làm bôi xong là cứ phơi ra đây thôi nha. Rồi giờ là tới công đoạn gò nha mọi người, mà ông sẽ mình đóng đinh đó. Rồi sau khi gò xong là vạt cái chân quai. Đây là chiếc đã được gò xong. Đó. Đây là cái mẫu đế khách chọn để ráp vào quai ép quai ngang. Đây. Và có một loại đế 5 phân, và bên đó thì bên cạnh đó có loại đế 3 phân với lại cái đế 2,5 phân. Lung tung hết vậy mọi người, cho nên làm nó rất là cực, mình phải chịu khó, chứ còn làm cái này thì nó cực lắm. Còn quay ngang này là khách đặt đủ size 8 19 10 mốt của 12. Rồi sau khi mà gò xong hết rồi nha mọi người, thì bây giờ lại là tiếp tục bôi keo để rồi ráp. À, rồi bây giờ là tới ráp nha mọi người. Đây. Hết đế và mặt. Ở mình khí hậu cũng còn rất là nóng nha mọi người, nóng lắm, mưa được 2 cây rồi. Ở nay thì mấy hôm trước thì nó cũng dịu dịu trời, nay bắt đầu nóng lại, chắc là cũng gần được mưa lại rồi. Cứ mưa, mưa cứ hai hai cơn vừa vừa vậy thôi, chứ cũng không có gọi là to lắm. Còn nơi của mọi người như thế nào? Mình rất là nóng nha. Rồi thì xong giờ em máy tiếp đó, rồi là cái biên bóp cho nó ăn. Đây là mấy chiếc đã được ráp xong. Đây mọi người. Đó. Đẹp quá ha. Ráp xong thấy đẹp ghê. Đây là số 42 đây. Khách đặt đế 3 phòng mới nè. Đó. Đẹp chưa? Nhưng mà khách thích cái mẫu là phải có cái chữ polo. Khách bảo vậy đó mọi người. Đây. Đây là đế 5 phân đây. Đó. Đây là 2,5 phân.
đông hậu cho khách. Rep xong. Rồi may xung quanh nữa mọi người là mình mới gửi được. Rồi dép sau khi mà gò rep rồi xong hết nha mọi người. Đây ạ. Đây. Bây giờ thì ông xã của mình là may xung quanh kỹ lưỡng, may từ trên mặt xuống dưới đế, là khi mình mang á là nó dính cái cọng chỉ. Đây mình may cọng chỉ sát rồi, cọng chỉ rất là to đây, cho nên là mang đây, nó nằm ở dưới cái rãnh đó, may chừng mấy thôi, may rất là đẹp đó. Và khi nhà mình làm là làm đúng chất liệu da, ngoài da, lót da và mặt da, làm xong may xung quanh kỹ lưỡng. Ai có nhu cầu thì xin liên hệ số điện thoại 0363 564 582, và đó cũng là số điện thoại Zalo của mình luôn. Mọi người có thể là nhắn tin qua Zalo hoặc là gọi trực tiếp khi đã xem kỹ và rõ. Đó, và đây là 5 đôi mình làm cho khách, khách đặt 5 5 đôi luôn. Một tri. Và đây là mẫu quai mình có đóng hậu. Mẫu này thì mình làm vào đế 5 phân, đóng hậu luôn nha mọi người. Mẫu này đây thì mình làm mình đóng hậu mình làm cái số 42 cho khách nè. Và bây giờ thì mình xin chào mọi người, hẹn mọi người ở những video sau. Xin chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc để thành công trong cuộc sống.